Miễn im bùn được bay khuôn, lên bà rộng phí bánh hà chung ngưu xênh xênh, miễn đôi chìa, stress, thôn thọp, phát xài, à là gì, thì ông cho chết im bùn. Nghĩa đâm xe này, nét xe vươn, bạn bánh chìa ở Snow Car, rít chân đi khát krong tiền ốc, mần trời đặt bà ra, tạm đoàn phấu, nâng mần trời dột, mần trời hai dân dũng, rồi bà phí chìa bà rốt, đại mần là mơ chất bắp cho ra cho, một xua nôm nụ tê. Bà dung tam nghe đông sân này sân thế bần đất nét sơ vươn là kẹt sân ca nó có bà chiết bạn đặt bọt bần chi dàng mơ mắt đò sân ca rít tình ý khét tiền ốc mần trời đặt vào rác tam đồng phá nâng mần trời hai rô dân dân rộp bọ phá chi phù rốt cầm bông tại thư chá ra chỗ đề lưu đồng phá nôm xua nôm nụ tê bà sân dân dân tiền ốc mình là mơ trả lại cho bà bạn chẳng ấy chẳng xong ai phải chạy cái tết chạy và xa robot nghe đông xe này nét sở vườn bấm thích bà xong ông ca đi tình đi khai tới gì khi này làng vinh trong cầu tí mùi chốt đạo bà ra tăng phần trẻ ca phía luôn này nhưng mấy hai người lan nhưng mấy ca phía luôn này nhá chốt đạo bà ra tí mùi tí pi ba này dây cho bà chủ mùi khi này hỏi thá tôi tên là mơ bản dương hai kê mình hai kê bị nát đi tôi là mơ bản dương hai kê à lâu nước bom phun kia đi cả một tam pleasure ta lâu này phải say mơ lăng với nhau cái bông chám thì bông không mồm đôi cái gì mơ à lan kê ăn miên là mơ có hai kê đây hai kê mơ hết bạn ơi từ châu trọ bà ra sân à lâu nước mong nắng bực nắng đỏ bà ra oh group play chiến đúng không group khai song cá lục ai đã mơ đó lục na là miên tiếp tục tua thời play cho bạn à lợt nhom dây bên đằng bán này à lợt to ba mũi kia mọ sơn ca khai là anh dây mọ thì mũi cứ ọt lục bà ra cháu thì pi lan ọt là mưa ọt hai kia đại khan thử bên đằng bán này à lợt đừng sơn ca đi thì khai đó dây kia là vinh trong cầu thì mũi chốt đạo bà ra tam phơi trẻ ca pia luôn này nhưng mấy hai lan nhưng mấy ca pia luôn này nhá chốt đạo bà ra thì mũi thì pi ban này dây cho bạn chụp mũi khi này hỏi thá tôi tên là mơ bản dương hai kê mình hai kê bị nát đi tôi là mơ bản dương hai kê à lâu nước bom phun kia đi cả một tam pleasure ta lâu này phải say mơ lăng với nhau cái bông chám thì bông không mồm đôi cái gì mơ à lan kê ăn miên là mơ có hai kê đây hai kê mơ hết bạn ơi từ châu trọ bà ra sân à lâu nước mong nắng trực nắng đỏ bà ra oh group play chiến đúng không group khai sơn ca lục ai đã mơ đó lục na là miên tiết tổ thời phơi cho bạp à lợt nhom dây bên đằng bán này à lợt to ba mũi kia mọ sơn ca khai là anh dây mọ thì mũi cứ ọt lục bà ra cháu thì pi lan ọt là mưa ọt hai kia đại khan thử bên đằng bán này à lợt đừng bà ở lô lô thầy cái thà quay đại lô cạnh dụ tu thiên âm man lực là ngầm bánh mà như cái thà chỉ cà bất này đại này ở đông sân này xâm tệ bẩn đất nơi sở vườn lục bản đạm phèn ca từ snong ca khát trong mà phê pram từng ó ao ăn vật thà sông cũng đã và ra nơi tam đòn lấy hay sông ao bị chia bờ rót phơi sả cho nó thoa mà ra nơi lên đòn lấy vận tải lực lên tới rút vốn đại miên bắt là mưa ấy xanh xanh thế rừng mưa cơ rút vốn ở miền phạ lấy ở miền hai thà cướp cuốn nông ca bạc bỏ lục cảnh dũ hay bề mặt dịch chốn như thà lục bản đạm phèn ca tại vận tải vận tải cho chất tâm mình trai dưỡng phương lực bàn tay bốc cua thì mình tăng o thì bà. Cứ phương lực bập hành ca đại rưu ra thay vì ba bàn cầm nót cơ đôi chi nê ở đông sân này sân tệ mình đất nơi sử vươn lục bàn đạp hành ca tại ai ăn ở vọt cho bập tại tam rít tình đi khai nó cốt hai thà biếp lạc nạ thà rồi lôi cho hảo ba gây chẳng lô càng dũ bàn tay miền rừng cần lo máu đôi chi khang trả cho tăng pi ăn là vật cho bắp máu miền rừng trả ơn đây có tình chuẩn đôi chi nơi khai cơ bùng thống trâu ban sầm đạch là hóng lô ban bánh chốc tu nê ti và thiên ca gia lai trả cho chương cụ mùi bạc tờ hỏi nâng đôi xa ấy đôi xa thân lơ lô ban đã phân ca tư bẩn đấy bụ quật thư bẩn nọc hỏi chi vì sao nâng nơi bê dục tam đài nhóm đăng pi mật trây bởi lý đức nhé đại quốc bẩm ra ca nó có xuống tay màn ai về tranh phù bán ấy cứ một bạn những cái cứ play trên lệch buồn bà nơi chi crong hay những khai quân phứ bà chi cứ crong. Bà cứ bị chi crong tới đó khai quân phứ cứ bị bạn đạp ra về dục nó cứ thắc cạn mà đang gì say thì cạn cạn
hai tốc su được ngon bà prime tu tu bà nick chi anusah rambo ni adam này net vườn bản đặc bật bản chi rich ni khai tiền oh chẳng sao mà bóng phaon control hai bà miên prah ឬក៏កន្លែងណានោះសូមឲ្យបងប្អូនខលមកអ្នកនាំពាឬក៏ខលមកលេខទូរស័ព្ទដែលខាងក្រសួងបានដាក់ឲ្យខលចូលបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសារតបំផុតដែលនាយឥណ្ឌសេនីនេះធ្វើបានដាក់បទបញ្ជានេះខាងទូរទស្សន៍អនឡាញធានអឹមក៏គ្រប់គ្រងដែរបាទបាទតាំងពីបទបញ្ជាតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី5នេះបាទឃើញថាឃើញថា ខ្លាំងមែនតើខ្លាំងៗមែនតើបាទបាទយោងតាមបទបញ្ជារដែលអង្គភាពព័រមានធានអំតទួលបានបាទកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26នេះនៃខែឧសភាបាទបានបញ្ជាក់ថាបើសិនមានស្នងការណារូបណាប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះទៀតត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយខ្លួនឯងបាទមានតែបើប្រព្រឹត្ត កែតណាប្រព្រឹត្តនឹងទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងបាត់បញ្ជាយ៉ាងម៉េចវិញនេះឯងដំសេនីដាក់បាត់បាត់ដាក់បាត់បញ្ជាមកត្រូវប្រឈប់ឬក៏ប្រឈរជើងអីយ៉ាងទៅມັນថាឡើយទេបាទតែនៅក្នុងរាជធានីចឹងដែរបាទនៅក្នុងរាជធានីក៏ឃើញដែរព្រឹកមិញព្រឹកមិញតែម្ដងឬក៏មិនទាន់បានយីបាទថានៅតាមដងផ្លូវមានចម្លែមានអីទៅបើធ្វើខុសច្បាប់អីអីហ្នឹងសុំហៅ ប៉ុន្តែចៃដនការពីព្រឹកមិញនេះខ្ញុំជិះប៉ាត្រូលឃើញថាມັນអីទេបាទគាត់ដាក់ប្រាស់ដាក់ប្រាក់ដែរប៉ុន្តែអ្នកណាអត់ពាក់មួកហើយត្រឹមត្រូវហើយបាទបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី25នេះ បណ្ដាដែលបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សូមបញ្ជាក់ផងដែរគ្រាន់តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាឲ្យមនុស្សចិត្ត2000នាក់បានស្លាប់បាទចិត្ត2000នាក់បានស្លាប់ចរាណាស់បាទចរាមែនតើបាទកន្លងទៅនេះបាទស្លាប់រាប់ពាន់នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលបាទរយៈពេលមក25នៃការរឹតបន្ទឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានបង្កើនប្រាក់ពីនៃនិងអនុវត្ត អនុវត្តក្រឹតលេខសូន39បាទនគរបាលចរាចរណ៍ទូទាំងបាទទូទាំងប្រទេសបានត្រួតពិនិត្យនិងផាកពិន័យយានយន្តបាន36,789គ្រឿងឯណោះបាទរថយន្តណារីឯម៉ូតូវិញ26,682គ្រឿងបាទរថយន្តគ្រប់ប្រភេទ 11,17,7គ្រឿងរថយន្តគ្រប់ប្រភេទបាទរថយន្តគ្រប់ប្រភេទនេះបាទយោងតាមការបញ្ជាក់ឯដំស្នៃឯកឆៃកឹមឌឿនបាទឆៃកឹមខឿនបាទអគ្គស្នងការរងជាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបាទបាទនេះឃើញថាច្បាប់ចរាចរណ៍រឹតបន្តឹងប៉ុន្តែ មន្ត្រីបលិសតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកំពង់ស្ពឺពាក់ព័ន្ធនឹងកំពង់ចាមពាក់ព័ន្ធនឹងកំពង់ឃុំបាទភូមិភាគឥសានបាទភូមិភាគឥសានអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកមេត្តាអនុត្តវិជាជនបាទជាពិសេសអ្នកធ្វើដំណើរដែលអត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សូមហៅបើគាត់ពាក់ហើយអត់ល្មើសច្បាប់យើងមិនបាច់ហៅទេបាទ ឬក៏គាត់អត់មានឈៀកມັນបាច់ហៅទេនេះសនំពោទៅដល់បងបងប៉ូលីសនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិបាទតាមផ្លូវជាតិបាទប៉ុន្តែលោកកញ្ញុគាត់ថាមន្ត្រីប៉ូលីសរាជរមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ទាំងអស់ទេមួយចំនួនតូចគាត់ថាអ្វីដែលលោកកញ្ញុលើកឡើងគឺចង់បញ្ជាក់ថា បើបុគ្គលជាតិឱកាសក្នុងការធ្វើបាបជិះជាន់ដល់ជាប្រវត្តដែលគាត់ខ្វះខាតនៅឆ្នាំមួយប្រទេសយើងជួបនឹងកូវីដ-19 ផងលោកកញ្ញុឲ្យប្រិមត្តជនជួនហើយចំពោះខ្ញុំមើលឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃតាំងតែពីរដ្ឋបាលលោកបានដាក់ផែនការហៅថាចេញច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីលោកកញ្ញុហើយប្រិមត្តជនគឺថាឃើញវាជាពលរដ្ឋយើងបងប្អូនជាប្រវត្តយើងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហើយប្រជាជនគោរពហើយពាក់មួក 95% បើតាមខ្ញុំឃើញណាប៉ុន្តែមិនពាក់នោះប្រហែលជា 5% ទេ
khơi nhà quạt cờ rút vào trà cho bàn tràn bà chẳng là bom ôn mà tôi chôn bom ôn dương từng ngọc nghĩa cho rùm cờ rút nơi vào trà cho đám bay sau và tập kiếp chi vứt bỏ dương từng ngọc nghĩa bà.